Hôm nay, Mr. Hoa sẽ tiếp tục series hướng dẫn giải bộ đề thi thực hành tin học ứng dụng nâng cao gồm Word, Excel, PowerPoint. Video chỉ mang tính chất tham khảo, cần hỗ trợ thêm bạn xem có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Facebook Mr. Hoa trong phần mô tả. Các bạn nhìn tới màn hình đi. Các bạn nhìn sơ qua ha. Nó đâu có khác gì đâu các bạn, hôm bữa đó bài số 11 với bài số 10 của mình. Thì nó cũng có mỗi cái thứ nhất là gì? Trình bày các cái slide như mẫu. Thì slide mình nó có thì thứ nhất là phần của ad này. Thứ hai là hình này. Thứ ba là cái này là gì? À, cái dạng lít lít như thế này thì mình cứ nghĩ tới cho tôi là cái phần smart ad, được chưa? Tiếp xuống dưới y chang luôn nè. Cái này là gì? Đó, bỏ đồ ad. Còn cái này là gì? Cái step, chúng ta cái hai link để trở về slide đầu tiên. Đúng không? Cái step này, đúng không? Cái này vẫn vậy nè. Cái bộ ad, cái này cái hình. Cái này vẫn là gì? Smart ad. Vậy chứ nào? Và cái này vẫn là step nè. Đó, cái này vẫn là gì? Smart ad này. Như vậy nhé, đây là cái hình nè. Vậy chứ nào? Rồi, mình sẽ làm nhanh vào cái đề này để mình ôn lại cái phần hôm bữa trước. Vậy chứ nào? Mình ôn nhanh cái phần này để mình ôn lại các kiến thức bữa trước để mình chuyển sang cái một cái loại mới. Vậy chứ nào? Rồi, các bạn nhìn mình làm hướng dẫn sơ lại chút xíu nha. Rồi, đầu tiên là chúng ta phải làm gì? Câu luôn luôn câu đầu tiên là chúng ta phải thiết kế cái file PowerPoint mình á. Đây, PowerPoint đây. Vì đầu tiên của mình là mình sẽ thiết kế cái file PowerPoint của mình gồm 1, 2, 3, 4 slide theo giống như cái bài tham khảo của đề, được chưa? Vậy thì bữa trước mình đã chỉ rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ có thứ nhất là chúng ta sẽ cái này là cái phần một hàng là chỉnh nhanh nhất, chúng ta chọn vô trước text box này, chúng ta chọn format, chúng ta chọn, được chưa? Cái thứ hai là mình thấy các dạng text mà dạng liệt kê như thế này nè, thì chúng ta sẽ nghĩ tới là smart ad đúng không? Nhưng mà nó đã có nhiều liệu sẵn rồi, được chưa nào? Thì chúng ta không cần phải insert mà chúng ta phải vô thẻ home, chúng ta sẽ convert cái dữ liệu test này thành smart ad, được chưa? Rồi chúng ta nhìn vào cái bài mẫu chút xíu đó để coi thì nó là cái dạng nào để chúng ta chọn cho để chính xác, được chưa? Rồi chúng ta sẽ quay lại nè, rồi convert smart ad, được chưa? Chúng ta coi thì dạng nào mà nó gần giống, được chưa? Có thể là một số dạng không giống hay là một số dạng gần giống, chúng ta cứ chọn bình thường, được chưa? Rồi bên cạnh nó là gì? Cái hình, được chưa? Hình thì chúng ta chỉ insert cái picture vô. Để thế nào? Insert picture. Mình ghép thành cái slide. Được chưa? Rồi, khi chèn hình vào thì chúng ta coi thử nó có hiểu style không? Đây chỉ zoom lên thôi, không có style gì hết. Được chưa? Thì chúng ta chỉ cần zoom lên. Được không? Hôm bữa trước chỉ zoom mà zoom sang 4 hướng giờ. Đó, được chưa? Rồi, quay lại cái phần smart của mình. Thì chúng ta coi cái phần smart nó có gì? Thứ nhất là color thay đổi. Color thay đổi thì đầu tiên chúng ta phải change color trong cái phần design trước, được chưa? Tôi change color trước, được chưa? Thứ hai là hiệu ứng. Hiệu ứng là gì? Mình là dạng flat, tức là 2D á, dạng phẳng nè. Ở đây nó có hiệu ứng dạng 3D và có đường viền luôn. Thì chúng ta tìm cho tôi cái mẫu trong phần Spice Smart Ad nè. Đó, nó có cái mẫu luôn ha. Đều suy nghĩ, được chưa? Thì chúng ta sẽ có được cái mẫu tương ứng, được chưa? Đó là xong slide 1. Tới slide thứ hai. Slide thứ hai chúng ta có gì? Vẫn vậy, thứ nhất là gì? Cái bộ ad qua gì? Cái shape. Cái shape này chúng ta sẽ chuyển về cái trên shape lại thành hình mũi tên thôi. Thì mặc định nó là gì? Đề bài cho là nó hình chữ nhật. Thấy không? Thì chúng ta chuyển về hình mũi tên. Đầu tiên chúng ta chuyển cái này về dạng bộ ad trước. Được chưa? Sau đó chúng ta chuyển cái shape này về. Thì chuyển cái shape này về thì nó khác so với chút xíu. Chúng ta nằm ở thẻ format của shape. Sau đó chúng ta vô phần gì? Edit shape này. Chúng ta chuyển shape. Nó là hình mũi tên thì chúng ta chuyển hình mũi tên, được chưa? Sau đó chúng ta đổi phong kiểu màu chữ, kích thước chữ và màu nền. Thứ nhất là chữ màu vàng và nền màu xanh, được chưa? Thì chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh sửa luôn cái màu chữ đi, cái màu nền đi, được chưa? Rồi màu chữ chúng ta qua cái hôm, màu chữ thì mình để bằng chữ bình thường thôi, được chưa? Màu vàng, được chưa nào? Đó, tiếp theo là chiếc slide thứ ba. Slide thứ ba thì mình cũng tương tự, chúng ta có là gì? Cái quả tiếp và cái hình, cái này là smart luôn, cái này chính mình trên xếp lại, được chưa? Vậy chúng ta làm tương tự y chang như bạn cái trước, được chưa? Chúng ta làm gì? Cái này gọi là gì? Cái này là gì? Là dạng click là dạng gì? Smart thì chúng ta coi lại. Thứ nhất cái mẫu này mọi người có nhớ cái mẫu hôm trước làm chưa? Làm rồi nha. Đây, chúng ta sẽ qua chúng ta chọn home, convert smart, được chưa? Chúng ta sẽ mở lên.
Các bạn coi cái hình nào mà có răng cưa đấy, hình đây cái test nằm giữa để chưa đấy, thì nó sẽ ra để dùng để chưa. Thứ hai là chừng lỡ rồi chúng ta làm luôn, có truyền hình không, truyền hình bộ bên đúng không, thì chúng ta chỉ di chuyển qua này luôn chút xíu để chưa, để xíu rồi chúng ta gì change color nó trước. Change color nó là gì, từ màu cam, màu cam là màu chủ đạo đúng không, thì chúng ta sẽ dùng cho phần design change color để chưa, chọn màu cam là màu chủ đạo để chưa, xong dạ không? Rồi cái hình thì chúng ta chèn hình thôi. Cái phần này mình giới thiệu sơ, mình hướng dẫn nhanh nha, hướng dẫn nhanh cho các bạn có thời gian làm, tại vì nó giống như cái đề hôm trước, không có gì khác hết, được chưa? Rồi để chị hơi xíu. Rồi cái phần này chúng ta change shape. Change shape thì chúng ta nhìn từ cái mẫu shape nó là gì, bố là mũi tên đúng không, thì dễ chúng ta vô phần format, chúng ta chọn edit shape, chọn change shape, chọn về mũi tên, được chưa? Rồi chọn màu sắc gì đó, thay đổi màu chữ, kích thước chữ, màu chữ màu vàng, xong bỏ một xíu kích thước chữ luôn, được chưa? Tiếp theo tới slide 4. Slide 4 làm tương tự, cái này làm mấy này làm thần tốc thôi, cái này đâu, được chưa? Được chưa? Rồi chúng ta sẽ phân biệt là gì, bộ ạ cho nó nhanh. Rồi cái phần này là phần chắc chắn là gì? Smart. Được chưa? Cái phần Smart này chúng ta sẽ coi cái mẫu. Đây, mẫu này. Cái số thì cái tự các bạn tự gõ vào ha. Cái số này không có sẵn đâu, nó nhắc trước. Được chưa? Rồi, vậy chúng ta làm thứ nhất nè. Chúng ta sẽ chọn gì? Home. Cover Smart, được chưa? Rồi, khi chọn mẫu. Nhưng không có thì mở ra, trọng bè chúng ta chọn mẫu luôn. Chọn mẫu đây, được chưa? Sau đó chúng ta xem được có hình không? Có hình thì chúng ta kéo nhỏ lại một bên, được chưa? Cái nhỏ lại để chúng ta chèn truyền hình. Sau đó chúng ta change color, đổi màu. Màu đó là gì? Màu cam, màu xám, màu vàng với màu màu xanh, được chưa? Cam xám, vàng xanh, change color. Được chưa? Cam. Có màu nào giống không ta? Đây, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ đổi định dạng nó, style nó. Style nó, style nó nếu là dạng 3D thì để 3D, còn không thì chúng ta để nguyên, được chưa? Để nguyên. Rồi, như cái phần test này nè. Test này không có sẵn đâu, được chưa? Test này là phần test, chúng ta không có thể gõ số vô được. Tí nữa chúng ta sẽ gõ vào, chúng ta đổi cái này trước cho nó gọn trước đã, được chưa? Chúng ta cho hình lá cờ này, được chưa? Chúng ta chèn cái này trước, từ điền số sau nha. Chúng ta vô phần format, chúng ta chọn set, chúng ta chọn change step. Đây, được chưa? Rồi, kéo nhỏ xuống. Nó là gì? Nó là màu nâu. Cái này mình kéo rộng lên xíu thì nó sẽ là phía trên thôi. Kéo lên trên xíu. Rồi cái này nó là màu màu nâu đúng không? Rồi màu nâu chữ vàng, cái color không có chưa? Không có đúng không? Thì bữa trước nói rồi chúng ta sẽ có gì? Thứ nhất một set chúng ta sẽ có set fill và set outline. Set fill là nền, set outline là được đường viền. Thì cho đường viền nó là màu đen chúng ta để nguyên, chỉ mình chỉ đổi cái màu nền thôi, được chúng ta sửa cái fill. Fill nó chúng ta chọn là màu đúng không? Như màu đỏ đậm. Được chưa? Sau đó chúng ta change color màu, test, được chưa? Đó, thấy chưa? Rồi, cái đầu giờ chúng ta sẽ làm gì? Đánh số. Kéo vào đây xíu đi. Thấy chưa? Insert hình view trước rồi. Insert còn hình channel nữa. Đây. Dùm lên. Thấy chưa? Rồi, ở phần số. Các bạn nhớ nha, cái phần số này nó mình không có thể nào mà gõ vô được. Được chưa? Phần số này thì chắc chắn mình sẽ làm gì? Mình sẽ viết rồi vô. Thì biết rồi, thì hôm bữa trước mình đã học cái phần test rồi. Test box, chúng ta insert một cái test box vô nè. Ở đây, chúng ta sẽ để ra ngoài, chuột ra ngoài, chúng ta insert một cái test box. Để ở đây. Ví dụ chúng ta gọi là số 1 đi. Được chưa? Số 1 thì chúng ta chỉ cần căn chỉnh cho tôi một số mà số drop. Rồi chúng ta sẽ nói chúng ta sẽ thay đổi sau, không bị chung. Rồi, tăng chữ lên. Đó là gì? Đây. Rồi, cứ để cho nó chỉnh giữa đi ha. Chỉnh giữa sau đó chúng ta chỉnh hết xong hết tất cả thông tin rồi chúng ta thì là copy. Rồi, sau đó nè, thứ nhất trước khi thay đổi chúng ta làm gì? Copy nó trước, copy xuống cái là gì? Nó giữ control kéo dưới cái thứ hai. Được chưa? Cái này là gì? Làm nhanh cho nó nhanh. Được chưa? 2. Rồi gì? Kéo xuống 3. 3, 4. Nó chỉ có 4 cái thôi, chúng ta làm luôn. Rồi các bạn đổi màu chữ giống như bình thường, được chưa? Ví dụ đây là màu vàng, màu vàng, màu xám,
cái này là màu đỏ, màu cam á, được chưa? Cái này màu cam đúng không? Chúng ta chọn đổi màu chữ thì chúng ta vô thẻ này, này chúng ta đổi màu cam này, này gì màu xám đúng không? Chúng ta chọn màu xám này, xám là cho dễ nhìn xíu rồi. Cái này màu vàng nè, màu vàng này, màu xanh, màu xanh thì chúng ta đổi màu xanh, được chưa? Vậy là xong, chúng ta đã làm được cái câu đầu tiên của mình là gì? Trình bày thiết kế các cái slide, bốn slide theo lời bạn yêu cầu, được chưa? Rồi, sáng nay chúng ta sẽ làm tiếp cái phần gì? À, các cái hyperlink cho các nút luôn. Vậy thì ở đây trên slide 1, trên slide 1, à, trước khi làm mình trình chiếu trước ha, mình xem thử coi thứ đâu, ok chưa? Được chưa? Rồi, vậy thì trên slide 1 là slide đầu tiên. Chúng ta làm gì? Khi click vào chữ Google Channel thì nó sẽ hiển thị slide 3. Vậy thì hôm bữa trước chỉ rồi, một cái sáp mình này, đó. Chúng ta sẽ có một cái sáp ngồi là hình chữ nhật này. Chúng ta cấy cho nó một sự kiện chuyển sang slide mới, chúng ta chuột phải, chúng ta chọn gì? Hyperlink. Và nó sẽ di chuyển các vị trí trong cái file này, cho nên chúng ta chọn Play in Rich Document. Được chưa? Ở đây slide 3 thì chúng ta chọn slide 3. Được chưa? Tiếp theo tới chữ, tiếp theo là gì? Channel, chúng ta chuyển sang slide 4. Được chưa? Hyperlink chuyển sang slide 4. Được chưa? Thử nha, chúng ta nhấn vô. Được chưa? Chúng ta nhấn vô channel này, sang slide 4, được chưa? Đó, nếu chúng ta view lên, nhấn vô Google Channel thì sang slide 3, được chưa? Rồi, tiếp theo là gì? Nhấp chuột vào các vị trí khác trên slide 1 thì nó hiển thị slide 2 là bình thường. Tại vì sao? Nó sẽ tự động chuyển slide đi trình chiếu, được chưa? Đây, bấm vị trí nào đó thì sang slide này không? Được chưa? Rồi, các nút nó là mặc định nha, có sửa được cái đó không bằng làm. Đối trên cái slide còn lại, cái nút try again này go back thì nó quay lại slide 1, được chưa? Nhấp nút the end thì kết thúc trình chiếu, được chưa? Nhấp vào các vị trí khác thì không thay đổi. Cái này nè, cái mục này nè, đó, cái mục dưới này, đó, nó khác so với cái trên slide 1. Slide 1 thì nhấn chuột vị trí bất kỳ thì nó chuyển sang slide tiếp theo là slide 2. Nhưng mà đối với các slide còn lại thì nó không cho di chuyển, không cho di chuyển sang slide tiếp theo, được chưa? Thì tí mình sẽ tắt. Đầu tiên tôi sẽ làm cái tắt này trước ha, cho không quên này. Đó. Thì chúng ta sẽ vô slide 1, chúng ta để ý này. Đây. Nếu slide 1 chúng ta sẽ để ý phần transition, tức là hiệu ứng chuyển slide, thì chúng ta đang cho phép nó click chuột. Khi click chuột nó sẽ chuyển sang slide tiếp theo phía sau nó. Còn đối với từ slide 2, slide 3, slide 4 là chúng ta không cho phép di chuyển khi mà click vào vị trí khác, trừ các nút này. Thì chúng ta tắt đi cái on click này đi, được chưa? Không cho nó click chuột, được chưa nào? Rồi tiếp theo mình sẽ làm tới các nút, ví dụ như nút go back thì nó sẽ trở về slide 1 đúng không? Thì mình làm tương y chang như cái cách bình thường mình hay làm là gì? Chọn hyperlink, chúng ta về slide 1. Tiếp theo tới try again là gì? Ấn vô hyperlink về slide 1, được chưa? Rồi đối với nút the end thì nó khác một chút xíu là gì? À, khi chúng ta nhấn nút the end thì nó kết thúc slide, được chưa? Thì chúng ta không phải cấy hyperlink nữa, mà chúng ta sẽ cấy một action. Phải cái action không? Thường thường thì mình để hyperlink, nhấn hyperlink trên này cũng được nè, được chưa? Bây giờ nó là một action. Action là gì? À, next slide là slide tiếp theo, trở về slide trước, slide đầu tiên, slide cuối cùng, hoặc là gì? End sau, tức là kết thúc, được chưa? Bấm vô kết thúc, tức là không trình chiếu nữa, được chưa? Rồi chúng ta view lại xem nhé. Chúng ta nhấn vô slide show. Khi chúng ta nhấn vô Google Channel thì về trí slide 3. Nhấn vô try again nó quay về slide 1. Bấm vô channel thì nó quay về slide 4. Bấm gì thì nó kết thúc đúng không? Khi nhấn vô vị trí khác nó được gì không? À, nó không mất gì hết. Các vị trí khác không mất gì hết. Nhưng mà nấn như lúc the end thì nó sẽ kết thúc trình chiếu. Được chưa? Đề này là đề dễ ha. Thôi mịch tờ hòa đi rồi chẳng cho vừa đây. Nghe vậy mà không thương sao không nhận đăng ký và theo dõi Mr. Hoa để nhận thông báo cho cả clip sắp tới. Cần hỗ trợ hoặc giải đáp gì có thể comment bên dưới hoặc inbox fanpage Mr. Hoa có link trong mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem.